Hôm nay thì hai vợ chồng mình sẽ ăn món cơm hến nha các bạn. Cơm hến thì mình có một mớ cơm nè. Mình nấu sẵn mình để nguội. Giờ trước nhất á thì mình nêm vô cái cơm này nửa muỗng bột ngọt. Nửa muỗng bột nêm. Rồi một cái trứng gà. Còn bên đây là mình có một ký hến nè, một ký hến mình luộc sẵn rồi đó. Bây giờ mình trộn cái cơm mình để đây, rồi mình qua mình xào cái hến. Hến mình làm ra hai món, một món cơm với một món mình xúc bánh tráng mình ăn đó. Mình bắt chảo lên, mình cho miếng dầu rồi mình để gừng với lại hành vô. Con hến này mình để cho gừng với hành nhiều, chừng nào thì nó ngon thì lấy nha các bạn. Nói chung cũng theo khẩu vị mỗi người, gia đình thôi, mình thì mình thích ăn gừng nhiều. Bây giờ gừng thơm rồi mình để con hến vô. Xào một hồi cho đều rồi mình nêm vô đây một muỗng cà no, nửa muỗng bột ngọt, một muỗng đường, rồi mình cho một nước mắm. Điều như vậy là người nó tắm nó con lắm các bạn ơi. Sau cùng là mình cho tiêu vô. Rồi như vậy là cái món hến xào của mình để ăn với bánh tráng đã xong. Mình lấy một lửa mình để vô rang cơm, một phân lửa mình để ăn với bánh tráng nha. Mình rang cơm mình cũng cho một miếng dầu vô, rồi mình để gừng với lan hành. Mình cho gừng hành thơm rồi mình để cơm vô nha. Mình đảo cái cơm cho nó đều hết trơn cái trứng vịt nó, cho nó trứng gà nó cho nó đều cơm rồi nha các bạn. Xong rồi mình để con hến vô. Hến là mình để vô phân nữa. Đây mình có một chén hành lá. Để một miếng hành phi. Mình để miếng tóp mỡ. Rồi đảo lên đều. Hồi nãy là cái cơm mình cũng có nêm rồi, với lại con hến mình cũng đã nêm rồi. Thành thử giờ mình chỉ để vô mình trộn đều thôi, mình không có nêm nếm gì nữa hết. Như vậy là vừa ăn rồi.
Khi nào mình ăn mình thấy nó nhạt thì mình để chút nước tương hoặc nước mắm. Còn nếu vừa ăn thì thôi nha. Mình xào đây một chút cho nó thấm hết rồi mình để đậu phộng vô. Là món cung hến này rất là đặc sắc luôn nha các bạn. Rồi như vậy là mình để đậu phộng vô được rồi đó. Mình đây có một miếng đậu phộng nè. Hoàn toàn xuất sắc món cơm hến luôn, nghe mùi thơm ngào ngạt luôn nè các bạn ơi. Xin mời các bạn dùng cơm hến với vợ chồng mình. Đây, món cơm hến ngon dữ lắm nè. Hôm nay thì hai vợ chồng mình sẽ ăn cơm hến nè với bánh tráng xúc hến. Đây, người ta còn kêu bằng bánh đa nữa mà mình quen đó. Rồi mời các bạn. Mời các bạn nha. Ăn bánh tráng trước hay ăn cơm trước hả? Bánh tráng trước đi. Bánh tráng này ha. Đây cái mùi này thầy mà hấp rất là hấp dẫn. Tráng xúc hến. Mời các bạn. Xin mời. Ngon. Chút nhiều ăn mới đã. Cái này mới chút nhiều. Mời các bạn nha. Bánh trắng này nó cũng béo béo ngon ha. Ở đây là mình với miền Tây mình chỉ có ăn thứ bánh này thôi. Cái hến này mình nêm nếm dừa, bởi vì mình xúc rồi mình ăn là quất là dừa luôn. Phải dùng hai từ quá ăn, đã. Ăn là ghiền à. Quá đã. Em cầm lắm đi liền. Cầm lắm thì ngon quá. Thơm, thơm mùi dừa nè. Mùi hành nè. Cái mùi đặc trưng của con hến nữa. Mình dân miền Tây mình làm cái món hến này của người Huế, người Trung. Nếu có gì mà sơ xuất các bạn lượng tình tha thứ. Quan trọng nêm nếm ngon là được rồi. Cái này giòn giòn, béo béo hả? Ngon quá. Ăn món này anh nhớ ở đâu không? Chỗ quán của Trường Giang á. Quán Mười Khó của Trường Giang á. Cũng có cơm hến. Cũng có hến xúc bánh tráng. Trường Giang nằm ngay đường Nguyễn Văn Trỗi, đi góc cầu Nguyễn Văn Trỗi. Nhà mình đi qua một chút tới à. Rồi bây giờ thì tới thưởng thức món cơm. Cơm hến. Giới thiệu với các bạn, món cơm này thì mình trước tiên mình trộn cơm với lại bột nêm, với bột ngọt, với một cái trứng gà. Xong rồi hến nè. Hến mình xào mình để xúc á, mình để ra phần nửa để xào với cơm. Thì trong cơm á mình có để tóp mỡ nè, hành phi nè, hành lá nè,
còn gì nữa anh? Đậu phộng. Đó. Mời các bạn ăn thử một miếng nha. Nó béo béo của đậu phộng, giòn giòn của cái tép mỡ, thơm thơm của hành phi. Cái hộp cơm này nó tơi. Ngon quá. Cái lũ gì dưới trên. Rồi hến này mình xào với gừng. Vậy nó thơm nó quá ngon chừng ha. Quá ngon. Ăn thêm miếng trà. Bây giờ nói chung món nào ở miền Tây cũng ở miền Trung cũng làm được, và ở miền Trung thì miền Tây cũng làm được những món ở miền Trung, mình trao đổi với nhau. Không có còn lạ lẫm gì nữa trơn. Còn khẩu vị mặn ngọt thì tùy dùng miệng. Chị đi ăn Trường Giang, đi ăn Trường Giang, đi quán Trường Giang cũng có cơm này nè, rồi cũng có hến xúc bánh tráng, có thêm món gì nữa, mình kêu kìa đó, mình kêu món gì nữa. Ăn ngầm miếng mỡ, tóc mỡ nó giòn giòn, nó béo béo ngon quá. Cái gì xíu vậy đó, xíu cái món nó cũng đặc sắc đó. Các bạn làm theo mình ăn đi, ngon lắm. Ngon thiệt. Đặc biệt là cái món này. Hến xúc bánh tráng. Ăn cũng thôi cần. Thì đó hai vợ chồng mình cũng kết cái món này nhiều nhất. Phải không? Hết xúc chán là dễ ăn. Ngồi thưởng thức thêm món. Tiếp tục cái món này. Không hết, hết ăn nó mới đã. Thử ra. Quá đã. Ngon ha, ngon phê luôn. Cái gừng này nó gừng tươi nữa, ngon, mới hái nữa. Nó không có cây. Nó thơm, mà nó mà thơm. Cây nhiều hũ. Này uống nước lọc. Rồi bữa cơm của mình cũng đã dài, cái clip của mình cũng dài rồi đó nghe các bạn. Mình xin tạm dừng ở đây đi, chút xíu mình ăn tiếp, bữa mình còn nửa chén xôi, nửa chén cơm. Mình xin chúc các bạn mình lúc nào cũng dồi dào sức khỏe và hạnh phúc gia đình, và lúc nào cũng ra clip đều đều để mình trao đổi với nhau, mình coi cho vui nha. Rồi rồi xin chào, xin chào, xin hẹn lại clip sau.